Sáng nay, ngày 1 tháng 3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo hình thức trực tuyến. Dự và chỉ đạo họp báo tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương về triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch lần thứ hai năm 2022, cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị báo chí Trung ương. Dự buổi họp báo tại điểm cầu tỉnh Sơ La có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy, các đơn vị báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn. Đây là năm thứ hai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với việc triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, đẩy mạnh việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực tiễn kinh nghiệm giải pháp tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tham gia cuộc thi, mỗi cá nhân được gửi tối đa hai bài viết, trong đó có một bài viết chính luận trên tạp chí khoa học và một bài viết trên báo điện tử. Thời gian nhận bài viết dự thi đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2022. Địa chỉ nhận bài dự thi, Văn phòng Ban chỉ đạo 35, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135, Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.